Tại sao thay giá thể hoa hồng vào đầu mùa hè lại quan trọng? Nếu có ai hỏi về thời điểm cần phải thay giá thể tốt nhất cho cây hoa hồng, thì mình sẽ không ngần ngại đề xuất khoảng thời gian đầu mùa hè, tức là lúc các cơn mưa rào sắp đến thế chỗ thay cho khoảng trời bình yên dễ chịu. Tại sao nên thay giá thể vào lúc này và thay thế nào cho chuẩn? Hãy cùng Rosava TV khám phá ngay trong video này nhé! Ở nước ta có mùa mưa khá rõ rệt vào khoảng tháng 5 đến tháng 10. Vào thời điểm này thì ngoài nền nhiệt tăng mạnh ra, các cơn mưa cũng có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Lưu lượng nước là cực kỳ lớn, cho nên nếu như không chuẩn bị trước thì rất có khả năng cây hồng nhà bạn sẽ bị ngập úng, thậm chí là thối rễ, đen thân hoặc chết cây cũng là điều hoàn toàn có thể xảy đến. Chính vì vậy thời điểm này thay giá thể mới, tơi xốp hơn, giàu dinh dưỡng hơn là một quyết định cực kỳ hợp lý. Nếu bạn muốn tự mình trộn giá thể thì có thể tham khảo những video hướng dẫn trộn đã từng được giới thiệu trên kênh của Rosava. Mọi người có thể tham khảo công thức đất, chấu hun, xỉ than, sơ dừa, phân hữu cơ với tỷ lệ 2:1:1:1:2. Bình thường thì mọi người sẽ dùng phân gà ủ hoai để cung cấp được nhiều chất dinh dưỡng nhất có thể, nhưng bạn cũng có thể thay thế bằng phân bò. Nếu chỗ bạn ở nhiều nắng mà lại còn có phân bò để dùng thì cũng rất tuyệt, lại còn có thể tăng thêm độ tơi xốp cho giá thể của bạn. Độ tơi xốp là yếu tố quan trọng bậc nhất đối với giá thể, giúp không khí lưu thông và thoát nước tốt cho bộ rễ. Sau khi có được giá thể tơi xốp rồi thì chúng ta sẽ cùng tiến tới bước tiếp theo. Đây có lẽ là một trong số những trải nghiệm thú vị nhất khi chơi hồng, đó là thay giá thể cho cây. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn có thể kiểm tra bộ rễ của cây sang một chiếc chậu mới xinh xắn và rộng rãi hơn. Quan trọng là bạn có thể cung cấp thêm nhiều chất dinh dưỡng và độ thông thoáng cho cây hơn qua lớp giá thể mới. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chuẩn bị một ngôi nhà mới cho bạn hồng. Chắc chắn là cần to hơn chiếc cũ để đảm bảo cho sự phát triển của cây. Kiếm thêm vài viên xỉ than đặt ở đáy chậu, tăng khả năng thoát nước. Cái này thì rất quan trọng, nhất là vào mùa mưa như lúc này. Lót một lớp giá thể trước để sau này rễ sẽ ăn xuống đó. Tùy thuộc vào kích thước của cây mà bạn có thể áp dụng nhiều cách chuyển khác nhau, như là dốc ngược bầu cây, bê bầu cây, hoặc thậm chí là dùng xe cẩu với những cây siêu to khổng lồ. Sau đó thì lấp đầy chậu bằng lớp giá thể mới tơi xốp giàu dinh dưỡng là ok. Bạn nên nén giá thể xuống một chút, nhưng đừng quá chặt, vì khi tưới nước hoặc mưa xuống thì giá thể cũng sẽ chặt hơn. Lưu ý sau khi sang chậu mới thì nên gia cố cây bằng dàn, bởi vì mùa mưa này thì nhiều khi có gió cũng rất mạnh, hoàn toàn có thể quật ngã những cây hồng khỏe nhất, đặc biệt là những cây dáng chi mà bạn đã tốn nhiều công nuôi dưỡng. Chẳng may mà bị gãy đổ thì có phải là tiếc không nào? Sau khi thay giá thể mới thì bạn sẽ thấy rất nhiều lợi ích, như là cây phát triển tốt hơn, ít bệnh hơn hẳn, nhất là bệnh đen thân vàng lá thì đây là cách cải thiện tốt nhất. Qua chậu mới thì cũng có nhiều tinh thần để chơi hơn, cây trông đẹp hơn này, nhiều điểm hay lắm đó ạ. Tuy nhiên thì cũng đừng vì vậy mà lạm dụng quá nha. Một năm thay giá thể một lần cho cây là vừa đủ rồi, còn đâu thì tập trung vào chăm bón, cắt tỉa nữa thì cây mới ra hoa đẹp được. Chúc mọi người chăm sóc cây thật tốt nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video khác của Rosava.